Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái bảng xem ngày tốt xấu trong tháng 10 năm 2020 theo lịch âm. Đây là cái tháng thiếu có 29 ngày. Bên này là chúng ta chú ý bên này là ngày âm lịch từ ngày mùng 1 cho đến ngày 29, còn bên này tương đương với ngày đấy là ngày dương lịch từ ngày mùng 1 là vô ngày 15 tháng 11 là vào chủ nhật. Thì trong này có các ngày tốt là được đánh dấu là chữ màu đỏ ở đây. Thì chúng ta xem này, đây là ngày mùng 1 này, ngày mùng 2, ngày mùng 4, ngày mùng 5, ngày mùng 8, mùng 10, 11. Đấy là các cái ngày tốt. Ngày 17, ngày 20, ngày 23, ngày 25, ngày 26, rồi ngày 29. Tuy nhiên trong một số các cái ngày tốt màu có màu đỏ ở đây thì ta cũng lưu ý là ngày mùng 1 là kỵ kết hôn. Ngày mùng 5 tuy rằng ngày tốt nhưng mà đối với ngày đấy là kỵ xây cất mù mả. Rồi ngày 25 là kỵ kết hôn, ngày 26 là kỵ xây cất mù mả. Ngày 29 là ngày tốt, tuy nhiên là đối với ngày đấy là kỵ kết hôn. Còn ngoài ra đối với các việc khác thì không có vấn đề gì. Và trong đây cũng có một số các ngày chúng ta chú ý đừng phạm phải, đấy là cái ngày tam lương. Trong đấy là có 6 ngày tam lương, những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27, đấy là ngày tam lương. Còn có một số ngày sát chủ như là ngày 24 này, là ngày sát chủ này. Rồi ngày 12 là ngày sát chủ này. Đấy, còn một số các ngày khác thì không tốt, không xấu, ký hiệu bằng các cái chữ màu xanh ở đây. Còn một số các ngày xấu là có các chữ màu xám ở đây nha. Chúng ta chú ý trong cái bảng là tôi đã giới thiệu từ tháng 1 cho đến tháng 9 đều tương tự như thế cả. Thì tháng 10 cũng như thế. Chúng ta cùng đối chiếu đây. Đây này là thứ ngày này. Lịch dương này, lịch âm này, lịch can chi này, sao này, đục nhâm này, vận xấu khác này. Kết luận là tốt hay là xấu trong các ngày đấy. Thì chúng ta tiện để chúng ta theo dõi, chúng ta đối chiếu cho nó được dễ dàng hơn. Nhưng tôi quay rất là từ từ để mọi người xem, để đối chiếu lại xem là tuổi của mình hợp với ngày đó hay không. Cái này tôi sẽ không đi vào chi tiết từng ngày một xem là nói ngày đó như thế nào như thế nào, nó sẽ rất là mất nhiều thời gian. Ở đây tôi đã kết luận là ngày tốt ngày xấu ở trên này rồi, thì chúng ta cũng theo đấy để chúng ta xem. Nếu mà tôi quay nhanh quá thì mọi người có thể quay lại video để chúng ta xem lại nhé. Vâng, quý vị thân mến, thì trong cái video này chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái bảng tổng hợp xem có ngày tốt xấu trong tháng 10 của năm 2020 theo lịch âm. Thì các bạn hãy xem đối chiếu và lựa chọn cho mình được cái ngày tốt để làm các việc đại sự trong tháng. Và chúc quý anh chị và các bạn sẽ chọn được ngày tốt phù hợp với mình, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10 của năm 2020. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.